Nếu một người mà chưa có đủ lòng tin ở nơi cuộc sống hiện tiền của mình và tất cả chúng sanh muôn loài cũng như là khắp pháp giới mười phương này đều do tâm, thì người đó không bao giờ có chánh kiến được. Đây là điều để chúng ta biết. Thật ra là chúng ta thấy tổ mặc dầu nói rất là bình thường, nhưng mà chúng ta thấy đây là một sự gắn kết. Phật với Phật từ xưa giờ truyền nhau do tâm. Từ lũy kiếp tới bây giờ, tức là từ nguyên sơ cho tới bây giờ, thì cái tất cả hành tung động dụng chúng ta cũng là tâm. Phật truyền cũng là tâm, mà chúng sanh đi trong sinh tử luân hồi cũng là tâm. Ba cõi lăng xăng lộn xộn cũng do tâm. Và tất cả chúng sanh sinh hoạt như bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là do tâm. Khi nào mà chúng ta đủ cái này cái đã thì bắt đầu tìm hiểu tâm là cái gì. Còn nếu như bây giờ chúng ta chưa có tin được cái này, tin được mọi thứ đều do tâm, thì chúng ta học đạo vô ích. Phải nói một câu là học đạo vô ích. Mất thời gian với tất cả mọi thứ mà không trở lại cái nguồn tâm, thì cái việc làm của chúng ta là lăng xăng lộn xộn để tiếp nối sinh tử, chứ không có ích gì cho bản thân mình. Tâm sinh thì mọi thứ sinh, tâm diệt thì mọi thứ sẽ diệt. Chỉ vậy là có mặt ở đâu, của chúng sanh nào thì cũng là do tâm, phải không? Tâm đó chính là Phật vốn có của mình. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải tin cái tâm của mình để nó sinh mọi thứ trong tam giới này. Cái tâm của mình dẫn dắt chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Và cái tâm của mình cũng là cái cội nguồn giác ngộ giải thoát của chính mình, được gọi là Phật của mình. Tâm này nó có đủ, không thiếu gì. Chúng ta phải tin chắc rằng ở nơi mình nó có đủ tất cả những này. Cái yếu tố để dẫn đi trong sanh tử luân hồi cũng là nó, lăng xăng lộn xộn ba cõi cũng là nó, nhưng mà thành Phật cũng là ổng. Có nghĩa là chúng ta không thiếu cái gì. Đức Phật thành Phật cũng do tâm mà thành. Thì bây giờ chúng ta học đạo cũng phải trở lại nguồn tâm, nhận được giác ngộ tâm, có nghĩa là chúng ta giác ngộ được đại đạo, chúng ta có thể thành Phật. Cho nên tâm này vốn có của chính mình, và tâm này cũng chính là Phật vốn có của chính mình. Thì vậy là tin tất cả những cái chuyện mà từ cái thời chư Phật truyền nhau do tâm, ba cõi lộn xộn đều do tâm, sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp chúng sanh đều do tâm, nhưng mà tâm này cũng chính là Phật của mình, chứ không có phải là cái gì khác. Thì tâm này nó có đủ từ giác ngộ tuyệt đối để thành Phật, cho tới mê lòng cùng tận để thành một chúng sanh, thì có mặt đủ, không thiểu. Lúc nào tâm này cũng hiển hiện. Mình tin chắc rằng mình sinh tử do tâm, và cũng tin chắc rằng nhận được tâm tôi sẽ được giác ngộ. Đây là cái điều mà phải có với cái người học đạo. Nếu bây giờ mình không tin chắc rằng mình nhận được nguồn tâm, mình được giác ngộ, thì mình không biết mình tin cái gì. Và cái việc học đạo của chúng ta coi chừng sẽ bị lệch lạc. Thật ra đây là cái lý luận mà chúng tôi thấy là nó rất rất là cơ bản. Thấy thì nó rất là thường, nhưng mà rất là cơ bản. Nếu chúng ta không xây dựng được cái này kể từ bây giờ, mà chúng ta không xây dựng được cái niềm tin này với chính mình, mê lầm từ trước giờ do tâm, và giác ngộ cũng do tâm, cho nên Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Và chúng ta phải đủ lòng tin này để đi vào con đường thiền học. Nếu ai không đủ lòng tin này thì không thể học thiền. Đương nhiên cái tâm này nó sinh ra muôn chuyện sanh tử, đương nhiên cái tâm này nó sanh ra muôn vàng trí tuệ, nhưng mà tâm này cũng là gì? Là chỗ tận cùng của cái giác ngộ và giải thoát. Thế nên thiền sư chỉ nói tới cái tâm này là thôi, chứ không nói cái chuyện khác. Thì nói cái chuyện khác là lệch với ý của chư Phật. Cái nghĩa chính tâm là Phật là như thế. Tâm mình là Phật, không còn cái gì khác nữa. Ngoài tâm là rốt ráo không có Phật nào khác có thể được. Thế nên là chư Phật thành Phật là thành tựu cái bản tâm, sống trọn vẹn với bản tâm. Mà tâm đó là tâm toàn tri, toàn giác, chứ không còn những cái lăng xăng lộn xộn mê lầm trong tam giới nữa. Còn ngoài cái tâm ra không có chỗ để thành, không có chỗ để được, không có chỗ để đạt, không có chỗ để đến, và không có chỗ vượt thoát. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Nếu mà nói có Bồ Đề Niết Bàn ở đâu không phải là tự tâm của mình, tức là chuyện không có, đó là chuyện tưởng tượng, chuyện không tưởng. Nếu Phật nói à, có cái không sanh, cái không tác thành, cái không hiện hữu, cái không làm ra. Do có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó,
mà Đức Như Lai mới nói cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó, lấy đâu mà Đức Như Lai nói chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết? Sinh già bệnh chết là còn nằm trong nhân quả, đúng không? Được hay không được vẫn là nhân quả. Nhưng mà có cái không tác thành, tức là không tạo tác mà thành, thì nó không phải là nhân quả. Cái đó là không sanh không diệt, cho nên nó không phải là nhân quả. Cái đó không có làm mà được thì nó không phải là nhân quả. Thì chính Đức Phật đã nói cái điều này trong hệ thống kinh nguyên thủy rồi. Thì chư tổ cũng có rời cái kiểu này của Đức Phật để mà nói. Cho nên là cái chỗ chân thật đó, nó không phải là có, không phải là không, không phải là đúng, không phải là sai, không phải là nhân, không phải là quả. Phi cả nhân duyên, phi cả tự nhiên, mà là hiển hiện một cái chân thật đó. Đây là một cách gọi để cho chúng ta thấy rằng cái tâm kia, cái tâm kia mà bây giờ bắt đầu bắt dùng qua cái từ khác là cái chân tánh của mình, cái thật tánh của mình, cái đó nó không bị nhân quả chi phối. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây có bị nhân quả chi phối không? Có. Chúng ta đang bị chi phối của nhân quả để chúng ta có mặt ở đây. Dù là chúng ta ngồi đây để nghe pháp, nhưng mà nếu không có nhân quả cũ mình ngồi đây không nổi đâu. Dù là chúng ta đang ngồi thiền một tiếng đồng hồ, nếu không có nhân quả thì chúng ta cũng không ngồi tu được đâu. Nhiều đời mình cũng đã từng ngồi thiền rồi, nhiều đời chúng ta đã từng theo pháp Phật, cho nên đời này chúng ta mới ngồi đây. Có nghĩa là dù là chúng ta đang học đạo, chúng ta đang tọa thiền, chúng ta đang tụng kinh, cũng là sự chi phối của nhân quả. Và nếu chúng ta tu mà được cái gì cũng là nhân quả. Nhưng mà cái kia thì không phải do tu mà được, không có cái chuyện nhân quả này. Đó mới là cái thật tánh của mình, cái đó nó mới sinh ra nhân quả. Nhân quả không tác động nổi. Cho nên khi mà người ta ngộ tánh rồi thì người ta nói là sao? Cái chỗ nguyên sơ của mình, chỗ đó nó không có nhân, không có quả, không có duyên, không phải tự nhiên. Nó có cái không phải tự nhiên, mà nó cũng không phải nhân duyên, nó cũng không dính vào nhân quả. Nhưng mà còn cuộc sống của chúng sanh mê lầm với mình thì sao? Mình chưa thoát ra được cái phân biệt hai bên, chắc chắn là chúng ta bị chi phối bởi nhân quả. Chưa nhận ra cái bổn tánh chân thật để sống bằng cái bổn tánh chân thật này thì chắc chắn chúng ta bị chi phối của nhân quả. Còn cái hiện tướng để chịu nhân quả của những vật giác ngộ thì đó chúng ta chưa bàn tới. Còn nếu chúng sanh như mình thì không thoát được. Vì sao? Vì chúng ta chưa ngộ được tánh chân thật của mình. Thì vậy là có một câu hỏi đặt lại, nếu mà người ngộ tánh chân thật có bị rơi vào nhân quả không? Cũng là câu trả lời là trong lịch sử đã có rồi, đúng không? Thì cái thời Tổ Bá Trượng, Tổ giảng đạo xong rồi, có ông già ngồi hoài không đứng dậy. Tổ nói, tăng chúng đi hết sao còn ngồi đây? Ông nói, bạch hòa thượng, con không phải người thường. Nó không phải người thường, Nguy là ai? Đương nhiên là Tổ biết, cũng cả rỡn, ông chơi cho vui. Tổ nói, con là ông già chồn, con là con chồn hiện thành ông già ở trong hang núi. Và hồi xưa vì con trả lời một câu sai lầm, bị đọa làm 500 kiếp chồn rồi, thì hôm nay xin hòa thượng khai thị để con thoát khỏi cái kiếp chồn của con. Tổ nói là ngươi cứ hỏi ta đi. Và hồi xưa ngươi trả lời thế nào? Thì ông nói là hồi xưa có người hỏi con là người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời là không. Cũng từ cái lầm lẫn lẫn này mà ra nè. Cái tự tánh chân thật thì nó không có rơi vào nhân quả. Một con người đó có hay không thì chuyện phải như thế nào? Ông trả lời là không thì liền khi đó bị tịch và đọa làm chồn 500 kiếp rồi. Con bây giờ vô đây nghe hòa thượng nói chuyện là cũng tin được nhiều điều lắm rồi, tức là ngộ được bổn tâm thì chưa hẳn là ngộ, nhưng mà con đã tin rất là rõ về nhân quả. Thì mà vẫn chưa giải quyết được câu hỏi cũ của con, tức là con bị rút mất, tại sao con phải bị đọa? Trải qua bao nhiêu trăm kiếp rồi cho tới đời này gặp hòa thượng, xin hòa thượng khai thị giùm. Thì ngài Bá Trượng nói, ngươi hỏi ta đi. Chứ hỏi đúng cái câu hỏi cách đây 500 kiếp về trước, là người đại tu hành có rớt vào nhân quả không? Thì ngài Bá Trượng trả lời một câu là không lầm nhân quả. Không lầm.
Nó không nói rớt hay không rớt nữa, mà là không lầm. Rất là trí tuệ. Và ông này được ngộ cái câu này. Một cái rút mắt mà không giải quyết được, chứ không phải là bị đọa đâu. Một cái rút mắt mà bản thân ổng khi gặp tổ cũng đâu có giải quyết được đâu. Cho nên là tiếp tục bị sống ở cái đời sống đó, si mê đó. Chứ còn nếu ngộ là vượt thoát. Như vậy là chính cái câu mà tự tánh chân thật không phải nhân quả. Câu nói này dễ bị người ta lầm. Nhưng mà không phải nhân quả, nhưng mà biết nhân quả không? Vẫn là không lầm nhân quả. Giống như đó, nhà thiền là chính cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì vậy là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh có bị nhân quả hay không? Thì bản lai đó cũng không lầm nhân quả. Nó không bị chi phối nhân quả, nhưng mà nó không lầm nhân quả. Không có nhân mà không có quả trong đó. Nếu mà còn kẹt nhân kẹt quả là còn sinh còn tử, còn có còn không, còn đúng còn sai là còn hai bên. Còn có đắc còn có chứng cũng là còn có nhân quả. Như chỗ này là không nói đắc, không nói chứng. Cho nên không có chuyện nhân và quả, không có chuyện sanh và không sanh ở đây. Không có chuyện sinh tử và niết bàn ở đây. Nếu nói về cái thực tánh đó, nó không phải là sinh tử và niết bàn. Còn sinh tử niết bàn là do chúng ta còn mê lầm chưa nhận được tự tánh. Cho nên ngày nào mình vẫn còn thấy hai bên, ngày nào mình vẫn còn nhân quả, còn vẫn thấy có xong, vẫn còn thấy đúng sai, có nghĩa là ngày giờ đó chúng ta còn cái gì? Còn bị chi phối trong dần nhân quả, chúng ta chưa có ra được. Khi cái trí chúng ta đã nhận ra được một cái gì nó vượt thoát được nhân quả, thì người đó mới được gọi là người ngộ ra sự thật. Không có đúng, không có sai ở đây. Không có hay, không dở, không có trong, không ngoài, không có nhiều, không có ít ở đây. Đó là nghĩa thật của tâm. Tâm này không có nhân quả đâu. Thì vì chúng ta hiểu được điều gì? Tức là còn buồn, còn thương, còn giận, còn ghét, còn đúng, còn sai, còn hay, còn dở, còn phải, còn trái, còn lăng xăng, còn lộn xộn, còn quá khứ, còn hiện tại, còn vị lai, còn trong, còn ngoài, còn ít, còn nhiều là gì? Là còn trong nhân quả, không phải là cái thật tâm của mình. Còn động dụng, còn lăng xăng thì đó không phải là tâm, đó không phải là tánh chân thật, đó không phải là chỗ mà chư Phật truyền dạy. Cho nên nếu chúng ta tin cái gì mà còn trong nhân quả thì cái tin đó không phải là chỗ chân truyền của chư Phật ba đời. Thì vậy là chúng ta tin cái tâm là cái gì nó thoát ngoài cái lăng xăng lộn xộn của ba cõi, đúng không? Thoát ngoài cái buồn thương giận ghét, đúng sai hay dở, có không nhiều ít, đúng không? Thì đó là cách để chúng ta tin tâm nha. Còn mà chúng ta tin cái gì đó thì là không phải chúng ta tin cái tâm mà chư Phật muốn truyền tao. Nếu chúng ta không đủ lòng tin này thì chúng ta không học thiền tiếp được. Thành ra là cái suy nghĩ của mình, cái động tâm của mình, cái đúng sai hay dở của mình là gì? Là vọng của tâm, chứ không phải là tâm thật. Nên nhớ như vậy. Sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp của ta cũng là vọng của tâm, chứ không phải là cái thật tâm. Lăng xăng ba cõi cũng là vọng của tâm, chứ không phải thật tâm. Thì cái thật tâm là cái ở ngoài tất cả những cái điều này. Chúng ta phải tin có một cái tâm thực sự nó không phải là tất cả những cái điều này. Nhưng tất cả những cái điều này đều xuất nguồn từ tâm. Đây là cái khó hiểu. Cho tới một cái ngày mà chúng ta nhận được cái thật tâm, cái thật tánh của mình á, thì chúng ta mới thấy được cái sự thật nó rõ ràng, nó không phải, nó không có nằm trong nhân quả. Cái đó nó không nằm trong nhân quả thiệt. Và nếu như một ngày nào đó chúng ta mà thật thấy, thật biết có một cái gì hiển hiện nó không nằm trong nhân quả, thì lúc đó biết rằng chúng ta ngộ được bổn tâm. Chúng ta có một cái trí để thấy rất rõ ràng là nhân quả là nhân quả, nó không dính gì tới cái tâm đó hết. Nhưng mà cái tâm nó luôn rõ nhân quả không lầm lẫn thì biết rằng mình ngộ tánh. Còn ngày nào mà chúng ta vẫn còn thấy có nhân có quả, còn đúng còn sai, còn đắc còn chứng, thì ngày đó chúng ta vẫn còn nằm trong nhân quả, thì lúc đó chúng ta chưa phải là ngộ bổn tâm. Đây là một cái rành mạch rõ ràng giữa con đường thiên đốn ngộ và cái tu chứng của trong cái hệ thống nguyên thủy. Rõ ràng đây là cái phân ranh giới. Nếu chúng ta học kỹ chúng ta thấy đây là ranh giới. Từ cái tâm nó mới sinh ra nhân quả. Nhân quả là gì? Là sản phẩm của tâm.
Còn đắc còn chứng là sản phẩm của tâm, còn có còn không là sản phẩm của tâm, còn nhiều còn ít là sản phẩm của tâm. Giống như mình vô cái chỗ mua đồ gốm thì đủ tất cả rồi, chén tổ, đũa muỗng đủ hết, bình ba đủ hết, nhưng mà đó là sản phẩm của cái ông nắng ra. Chúng ta không bao giờ chúng ta tìm hiểu là cái này ai nắng cái bình này, ai làm cái chén này mà chúng ta rất là thích cái chén này đẹp, chúng ta mê đắm cái chén, mê đắm bình hoa, chúng ta mê đắm sản phẩm. Và chúng ta là người như vậy chứ chưa bao giờ chúng ta tìm được cái gốc để sanh sản phẩm này. Giống như thiền sư nói rằng con chó mà quăng cục đất ra thì nó cũng sẽ chụp được cục đất, nhưng mà chụp xong rồi nó hả họng hả hồ, đúng không? Nhưng mà con sư tử mà quăng cục đất ra, nó chụp cái người quăng chứ không bao giờ nó chụp cục đất. Thì đối với nhà thiền là phải cần cái con sư tử này nè, chứ không phải cần cái con chó kia. Chó ngoan ngoãn kia không cần thiết. Thì cái người học thiền cũng phải nhận ra được một cái sự thật vượt ngoài nhân quả, chứ không phải học nhân quả. Đương nhiên cái tin nhân quả là cái niềm tin cơ bản để hình thành một cái đời sống của nhân sinh. Đó là cái chuyện hình thành đời sống nhân sinh. Nhưng mà hình thành đời sống nhân sinh đó là cái gì? Là hình thành tiếp tục cái gì? Sinh tử luân hồi. Làm đẹp cho cuộc sống này, tức là làm đẹp cho cái đời sống của sinh tử. Còn cái việc mà vượt ra ngoài nhân quả, vượt ra ngoài tam giới này là việc khác. Chư Phật, chư Tổ muốn nói tới cái chân thật này. Và khi người ngộ được bổn tâm rồi thì họ sẽ đủ biết nhân quả mình là gì và cần phải làm cái gì cho nay mai. Thì chỉ có cái người ngộ tánh mới đủ trí mà thấy hiểu điều này. Còn chưa ngộ tánh mà lý luận nhân quả, xin lỗi, nói được một góc rất nhỏ của nhân quả mà thôi, chưa chắc là chúng ta sẽ hiểu được mà mình nói ra một tiếng như thế này là cái gì xảy ra nữa. Cho tới giờ phút này tôi dám chắc rằng khoa học cũng chưa đủ cái độ trí tuệ để có thể chứng minh một lời nói này xuất ngôn từ đâu. Tôi dám chắc điều này. Và nếu như có những nhà bác học nào lại lý luận với tôi chỗ này, tôi sẽ nói cho nghe. Tôi sẽ nói vượt hết tất cả những cái mà khoa học có thể chứng minh được lời nói này xuất nguồn từ đâu. Không phải là từ cái trung tâm não bộ, rồi cái nơ rong não bộ nó động rồi nó kích hoạt tới cái quan nguyên khí hải, bắt đầu nó phát khí lên, nó làm cho thanh quản rung động, nó phát ra sóng âm gì đó. Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Không có nên lầm. Tại nên nó mấy người này cũng là sản phẩm của tâm. Vậy cái người mà nắng nón ra cái thân này là ai? Cái người mà sanh ra cái vọng động tâm thức là cái gì? Nghe cả cái tâm thức hoạt động, cái phân biệt đúng sai là sản phẩm của cái tâm kia nữa. Mà sanh ra tâm thức tức là sanh ra nhân quả. Có một chút khái niệm về thời gian và không gian tức là anh đã rớt xuống cái tầng nhân quả rồi. Thì như vậy là cái tầng nhân quả này là những cái khái niệm, những cái khái lược, những cái định lý, những cái quy ước, những quy củ, những giới điều, những khung sáo, những ước lệ của trần gian, không có dính gì với cái bổn tâm hết. Đây là nói tới cái đây, không có nói tới chuyện sinh tử mà niết bàn nữa, không nói tới cái chuyện trói cột và giải thoát nữa, mà muốn nói tới bổn tâm chân thật vượt ngoài tất cả những cái điều này. Đó là cái ban đầu của người học thiền phải có. Nếu anh không có đủ cái khí khái này, anh không đi sâu vô thiền được. Anh không đủ lòng tin là có một cái gì đó nó vượt tầng nhân quả thì anh không thể học thiền được. Nên biết điều này. Và chúng ta có đủ tin với cái này hay không? Đó là căn cơ của mình. Để thấy rằng mình có căn cơ học thiền hay không? Nghe nói cái gì nó vượt ngoài nhân quả là bắt đầu rung rồi. Nói trời, mà người tu mà không có bị... có một cái gì đó nó không phải là nhân, phá bỏ nhân quả. Cái này không phải phá bỏ nhân quả, người ta không lầm nhân quả, chứ không phải phá bỏ nhân quả. Không phải là không có thiện không ác, mà người ta thấu thoát thiện ác. Đó là trí tuệ của cái người ở một cái tầng bậc khác. Còn mình lẫn quẩn trong nhân quả, mình chấp trước nhân quả, mình phải trả quả, mình phải là tạo nhân thì sinh tử tiếp nối thôi. Đây muốn nói là có người vượt thoát và phải có trí tuệ vượt thoát, phải khẳng định rằng mình có một cái gì đó nó vượt thoát. Đó là bước cơ bản để đi vào thiền. Phải tin rằng mình có một cái gì nó vượt tầng nhân quả thật sự.
Chứ không phải là mình sống không cần nhân quả. Hai cái này nó khác nhau à? Khác nhau xa lắm. Đừng nói mình có cái đó thì giờ mình sống không cần nhân quả là mình sai. Tại vì mình chưa thoát khỏi nhân quả thì nói là không có cần thì mình cũng bị nhân quả. Mình không có cần thì nhân quả cũng sẽ tới với mình thôi. Bây giờ mình nói là tôi không cần nhân quả, hồi coi chừng đi dấp một cái té đập sứt cái lỗ mũi. Biết có nhân quả gì? Chắc chắn sẽ ra là nhân quả. Mình là cái gì? Không có chánh niệm, không tỉnh giác đi, không có ràng hoàng đúng không? Không có quan sát kỹ cho nên dấp té. Đó cũng là nhân quả. Không nói cái chuyện quá khứ gì trơn, nói chuyện hiện tại là mình bất giác cho nên bị dấp té. Đó là nhân quả. Dù chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận thì nhân quả vẫn xảy ra. Nhưng có một cái điều là dù có nhân quả xảy ra như thế nào không động tới nó được, đó là bản tâm của mình. Vấn đề ở đây thì chúng ta phải phân định nữa, là hai cái rất là rạch ròi, rất là rõ ràng, chứ nó không có lù mù ở đây được. Đang nói về tâm là nói tới cái chuyện nó tâm miếu của chư Phật truyền nhau. Đang nói về tâm là nói chuyện lăn xăng lộn xộn của ba cõi từ tâm này mà có. Đang nói về tâm là nói tất cả sinh tử luân hồi, những cái động dụng từ nguyên sơ cho tới bây giờ đều từ nó mà ra. Nhưng nó là cái gì? Nó là người nằm ngoài tất cả những cái đã nói hồi nãy giờ. Nó là cái chỗ chính yếu mà chư Phật truyền vào. Thật ra đây không nói tới cái chuyện định với loạn luôn. Thấy chưa? Thiền mà không nói tới định. Và cũng không nói tới loạn. Không có sống trong định mà cũng không sống trong loạn thì đó mới là thiền. Thiền mà sống trong định thì chưa chắc là thiền đúng. Đừng nói tôi ngồi tôi nhập định 8 năm, 10 năm gì chưa hẳn. Chỗ Phật nói là tâm chứ không phải nói là định. Cái tâm và cái định hai cái khác nhau à. Cái định là sản phẩm của tâm. Loạn cũng là sản phẩm của tâm. Nên nói thiền tâm là không có lý luận tới cái thiền định nữa. Đương nhiên là chúng ta cũng phải mượn, phải làm sao cho tâm mình yên để mình đủ trí sáng, mình nhận ra được vấn đề. Trong cái lúc loạn thì mình không thể nhận được gì đâu. Giống như bây giờ á, mà một người đang quay cái camera này mà chạy cà sóc thì quay hình là chắc chắn nó sẽ bị nhòa. Muốn quay hình cách chính xác, để xuống ba chân gầy da cứng quay là bảo đảm không có bị rung hình, không có nhòa hình. Thì như vậy là mình phải yên cái của mình. Nhưng mà không phải yên là mình đi sâu vào thiền định để mình chết trong định. Nhưng mà chúng ta phải yên cái lăng xăng lộn xộn này. Và khi cái lăng xăng lộn xộn này yên thì chúng ta sẽ thấy rõ mọi vấn đề hơn. Chuyện của mình là như vậy. Mình cần thấy rõ mọi vấn đề. Mình cần thấy đúng mọi thứ. Và cái thấy đúng ở đây là vượt ngoài nhân quả, vượt ngoài không gian và thời gian, vượt ngoài những lý luận so sánh phân biệt, vượt ngoài tất sở chứng, sở đắc, sở cầu của muôn loài. Đó là tâm của mình. Để thấy rằng là tâm là cái gì hết sức quan trọng, cần phải học, cần phải ngộ ra cái bản tâm là cái gì, thì đó là người học đạo chân chánh. Còn nếu như mà chúng ta học đạo mà lìa tâm để mà học thì giống như cái người bắt hư không. Rốt cuộc rồi chúng ta không được cái gì. Nhưng mà mọi người ngộ được bổn tâm thì sẽ không có cái gì để được. Nhưng mà cái không được đó là họ được tất cả mọi cái giác ngộ và giải thoát. Còn người bình thường mà quơ tay nắm hư không là chỉ có cái rỗng không, không đạt được cái gì, vô ích, mất công. Do đó nếu chúng ta không ngộ được cái tâm của mình, không vì quay về học cái bổn tâm của mình, thì chúng ta bắt đầu đi làm cái chuyện vô ích. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Thật ra là bắt đầu dẫn tới, dẫn từ từ chúng ta vào đúng không? Chúng ta phải tin được cái tâm là vốn có, cái tâm là cái sẵn đủ, cái tâm là cái hay sanh ra muôn mọi thứ. Và tâm này chính là Phật. Và muốn thành Phật thì thành tựu cái tâm này. Muốn tìm Phật thì tìm tâm, chứ đừng có tìm ngoài tâm. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Phật chính là tâm của mình. Mình phải đủ lòng tin với điều này khi mà chúng ta đi tìm cái đạo giác ngộ giải thoát. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tìm cái tâm của mình, chứ không phải tìm bên ngoài. Tìm bên ngoài là sai.